5 loại gạo rất độc, ăn vào là sinh bệnh, càng ăn càng hại sức khỏe. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều thuộc lòng câu ca dao: ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần, rồi phải không ạ? Hạt gạo được làm nên từ mảnh đất quê hương, chứa đựng biết bao mồ hôi công sức của mọi người và rồi trở thành nguồn lương thực chính, không thể thiếu trong bữa cơm của người Việt. Gạo quen thuộc gần gũi nên mọi người thường nghĩ rằng chúng rất tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có 5 loại gạo cực độc cứ ăn vào là sản sinh độc tố, tàn phá sức khỏe nặng nề mà chúng ta cần tuyệt đối tránh xa. Vì nếu không may ăn phải gạo độc, cơ thể sẽ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi, nguy hiểm hơn, có thể đe dọa đến tính mạng con người. Vậy bạn có tò mò muốn biết đó là 5 loại gạo cực độc nào hay không? Và làm thế nào để phân biệt được gạo giả? Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Gạo là lương thực chính của chúng ta mỗi ngày. Ngoài ra, gạo còn được sử dụng trong nhiều mục đích như làm bánh, bún và nấu rượu. Cũng bởi gạo có nhiều công dụng nên chất lượng gạo cũng thường được quan tâm. Nếu không may ăn phải gạo kém chất lượng hay bị nhiễm độc, có thể gây ra những ảnh hưởng rất lớn đối với cơ thể của con người và gây hại cho hệ thần kinh trung ương cũng như dạ dày của con người. Dưới đây là 5 loại gạo độc bạn tuyệt đối đừng nên ăn. Chúng không những không nuôi dưỡng sức khỏe mà còn gây ung thư và nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác cho cơ thể. Loại thứ nhất là gạo bị mốc. Nhiều người khi thấy gạo có dấu hiệu mốc lại tiếc rẻ không bỏ đi mà đem vo thật kỹ cho hết mốc rồi tiếp tục nấu cơm. Tuy nhiên, bề mặt gạo sạch mốc nhưng chất độc vẫn tồn tại trong hạt gạo. Nấm mốc của gạo là do nấm Aspergillus flavus đã phát triển trong đó và nó sẽ không bị loại bỏ hoàn toàn với việc loại bỏ nấm mốc. Khi ăn phải nấm Aspergillus flavus, cơ thể sẽ bị nhiễm độc aflatoxin, không chỉ có thể gây ra chết gia cầm, gia súc mà còn gây ung thư cho cơ thể người. Nếu ăn nhiều, chất độc tích tụ có thể gây hại trực tiếp đến ruột và dạ dày, gan thận, rất có hại cho sức khỏe của cơ thể. Ngoài ra, aflatoxin là một độc tố khá bền vững, nên khi chúng ta rửa sạch và đun sôi thông thường, không có tác dụng loại bỏ đối với độc tố này. Vì vậy, tốt nhất không nên cố dùng gạo mốc. Loại thứ hai, gạo mốc tẩy trắng và gạo sáp. Gạo mốc có thể dễ dàng nhận thấy bằng mắt thường với những vệt, đốm màu xanh đen hoặc tím khá nổi bật trên nền gạo trắng. Tuy nhiên, gạo mốc tẩy trắng và gạo sáp lại không đơn giản như vậy. Giống như gạo bình thường, gạo mốc đã được tẩy trắng và tẩm sáp trên thị trường. Bề ngoài nó trông rất hoàn hảo, thậm chí cho người ta cảm giác loại gạo đó rất an toàn. Đặc biệt là giới trẻ, họ thích sử dụng những loại gạo có vẻ ngoài đẹp và trắng tinh. Tuy nhiên, việc tiêu thụ loại gạo này có thể sẽ đe dọa đến gan của con người, bởi thực tế, độc tố aflatoxin là chất gây ung thư được Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận là không thể loại bỏ dù được bào mòn lớp bên ngoài hay xử lý qua nhiệt độ cao. Trong khi đó, paraffin lỏng được sử dụng để làm sáp gạo có nguồn gốc từ các sản phẩm phân đoạn của các hợp chất dầu mỏ, có thể gây kích ứng mạnh cho ruột và dạ dày của con người. Tiêu thụ lâu dài có thể gây khó chịu cho dạ dày và các triệu chứng như viêm dạ dày và đường ruột. Do vậy, tốt nhất khi đi mua gạo, bạn đừng nên chọn các loại gạo có vẻ ngoài quá bóng bẩy, trắng tinh, bởi cũng giống như con người, các hạt gạo đâu thể 10 phân vẹn 10. Loại thứ ba, gạo tẩm hương liệu. Để thu lợi nhuận, nhiều cơ sở kinh doanh đã sử dụng các sản phẩm kém chất lượng và thêm nhiều hóa chất phụ gia vào trong thực phẩm mà không quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Với gạo, một số gạo cũ, gạo mốc sau khi được tẩy trắng sẽ được tẩm hương liệu để tỏa ra mùi giống như gạo thơm chính hiệu. Do đó, những người bán hàng vô lương tâm thậm chí sẽ còn bán giá cao hơn. Tuy nhiên, hương liệu tạo mùi là một chất hóa học tổng hợp, tác hại của nó là không thể không kể đến. Nếu tiêu thụ quá nhiều cũng sẽ gây hại cho gan và thận. Bởi vậy, khi đi mua gạo, cần nhìn kỹ gạo xem có gì bất thường không. Nếu thấy gạo bị mùn, cũ, có hạt đen và vẫn tỏa ra mùi thơm thì hãy cảnh giác. Có thể đây là gạo đã được tẩm hương. Gạo được ướp hương tạo mùi thường có độ bóng hơn bình thường. Nếu nhai thử, gạo sạch sẽ ngọt nhẹ, để lại dư vị trong miệng, không có vị lạ. Những loại gạo bị ướp hương tạo mùi khi mua về sẽ mất dần mùi thơm do hóa chất bị bay hơi. Bên cạnh đó, khi ăn cơm sẽ không còn mùi thơm ban đầu do các hóa chất bị phân hủy và bay hơi khi gặp nhiệt độ cao. Loại thứ tư, gạo nhiễm kim loại nặng là loại gạo cực độc không nên ăn. Kim loại nặng cadmium có từ môi trường canh tác lúa gạo.
Sau khi tiêu thụ một lượng lớn gạo chứa cadmium, kim loại nặng có thể tích tụ trong cơ thể người và gây ra nhiều loại bệnh nghiêm trọng, có thể gây tổn thương thận, loãng xương và tổn thương hệ thống hô hấp. Loại thứ 5, gạo tồn dư thuốc trừ sâu. Gạo chứa nhiều thuốc trừ sâu có độc tính cao, có thể gây ngộ độc nếu tiêu thụ nhiều và cũng có thể gây sảy thai, quái thai nếu phụ nữ có thai ăn. Điều này cho thấy tác hại của gạo độc như thế nào nên chúng ta phải đề phòng và học cách phân biệt. Các bạn thân mến, trước thông tin để bảo quản gạo được lâu không bị mốc, mọt, nhiều cửa hàng kinh doanh đã phun tẩm hóa chất diệt mọt và nấm mốc cũng như hóa chất xung quanh bao gạo. Ngoài ra, một số loại gạo còn được ướp hương liệu tạo nên mùi thơm hấp dẫn. Theo các chuyên gia, người tiêu dùng có thể nhận biết được gạo giả. Những loại gạo giả khi nấu lên ăn sẽ thấy hạt cơm bở, không dẻo, không có hương vị của cơm thông thường. Ngoài ra, nếu là gạo thông thường mới xay sát sẽ có mùi thơm tự nhiên của cám. Những loại gạo có ướp hương tạo mùi thì gạo thường có độ bóng hơn bình thường. Đặc biệt, nhìn bề ngoài, gạo nhựa không khác gì so với gạo thông thường. Vì được tẩm ướp hương liệu nên khi nấu lên có mùi thơm như gạo thật. Người tiêu dùng không thể phân biệt được đó là gạo thật hay gạo giả. Dù gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng, nhưng các thương lái vẫn tiếp tục buôn bán gạo nhựa để thu lời. Gạo giả vô cùng độc hại với sức khỏe của con người. Chỉ 3 bát cơm gạo giả cũng tương đương với một túi ni lông nhựa được đưa vào trong cơ thể. Tại Indonesia, người ta đã phát hiện ra 3 loại hóa chất trong gạo nhựa. Các chất này có thể dẫn đến vô sinh, sảy thai ở nữ giới, bé gái sớm dậy thì, nam bị nữ hóa, gây nhiễm độc thai nhi, sử dụng lâu dài sẽ dễ bị ung thư. Dưới đây là cách phân biệt gạo giả này. Cách thứ nhất, kiểm tra mật độ của hạt gạo. Mật độ của gạo nhựa khác với gạo thật. Sau khi vo gạo, nếu bạn thấy nhiều hạt gạo nổi lên thì chắc chắn đây là gạo giả, gạo chìm xuống nước mới là gạo thật. Cách thứ hai, kiểm tra bằng cách ngửi mùi khi đốt. Khi đốt, bạn sẽ ngửi thấy mùi khoai và mùi nhựa cháy giống như mùi khét khi đốt túi ni lông. Bằng cách này, bạn có thể nhận biết chính xác loại gạo nhựa. Cách thứ ba, kiểm tra gạo có bị mốc không. Nghiền vụn gạo sau đó để ra ngoài. Sau vài ngày, nếu thấy gạo lên men, mốc, chứng tỏ đây là gạo thật. Nếu gạo không có bất kỳ dấu hiệu thay đổi nào thì chắc chắn đó là gạo nhựa. Cách thứ tư, chú ý quan sát khi vo gạo. Kinh nghiệm của một số tiểu thương buôn bán gạo cho thấy rằng, gạo thật luôn có một màng phủ bên ngoài tựa như cám. Khi vo gạo, màng phủ sẽ chóc làm nước đục. Ngoài ra, khi bóp chặt nắm gạo, buông tay ra, nhiều hạt gạo vẫn dính trong lòng bàn tay nhờ màng phủ. Còn gạo giả, do làm bằng nhựa nên nước vo gạo vẫn trong và ít dính trong lòng bàn tay. Cách thứ năm, soi kính lúp và ngửi mùi gạo để phán đoán gạo thật, gạo giả. Cách thứ 6, để ý kích thước của hạt gạo. Người tiêu dùng có thể quan sát kỹ hình dáng hạt gạo để phân biệt. Gạo thông thường chỉ dài khoảng từ 6 đến 7mm, nhưng gạo giả dài tới 10mm. Bề ngang của gạo giả nhỏ hơn nhiều so với gạo thông thường. Và ngoài ra, không nên mua loại gạo trắng sạch và hạt đều, vì bình thường gạo xay sát xong có độ tấm là 5%. Các bạn thân mến, hàng ngày chúng ta thường ăn gạo như một loại thực phẩm chính giúp nuôi sống cơ thể của chúng ta. Vì vậy, yếu tố chất lượng của loại gạo luôn được đặt lên hàng đầu. Hy vọng với những chia sẻ trên, quý vị hãy ghi nhớ và tránh sử dụng 5 loại gạo chứa nhiều độc tố để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người thân yêu nhé. Thế nhưng, không chỉ lựa chọn sai loại gạo mà trong quá trình ăn cơm, nhiều người đã mắc phải những sai lầm cực kỳ nguy hiểm khiến cơ thể tích tụ độc tố, bào mòn sức khỏe nhanh chóng mà không hề hay biết. Vậy đó là những sai lầm tai hại nào khi ăn cơm mà hầu hết người Việt đều đang mắc phải. Hãy cùng Sống Ăn Nhiên đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Sai lầm thứ nhất, ăn quá nhiều cơm. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thị Phương Hà, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, người Việt thường có thói quen ăn nhiều cơm mà không hề biết rằng trong cơm có chứa nhiều đường. Nếu ăn nhiều cơm sẽ khiến lượng đường trong máu cao và kéo dài sẽ là nguyên nhân chủ yếu gây nên những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng tới cuộc sống và chất lượng cuộc sống. Ăn nhiều cơm sẽ bị tiểu đường, gây ra biến chứng bệnh tim mạch như tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người mắc bệnh đái tháo đường. Vì vậy, mỗi người trưởng thành có mức lao động thể lực trung bình nên ăn trung bình mỗi bữa là 2 lưng bát cơm. Sai lầm thứ hai, cơm chan canh. Thói quen ăn cơm chan canh để dễ nuốt trôi khá phổ biến, nhưng ít người biết rằng khi nhai thức ăn, enzyme trong nước bọt tiết ra sẽ hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, rất có lợi cho sức khỏe.
vừa ăn cơm vừa chan canh khiến cơm bị mất đi chất protein, làm giảm giá trị dinh dưỡng của cơm. Hơn nữa, ăn cơm chan canh lâu ngày sẽ làm cho hệ tiêu hóa cũng như hoạt động của thành ruột và dạ dày trở nên lười biếng, ít tiết dịch để co bóp hơn, gây ra các bệnh có liên quan đến hệ thống tiêu hóa như đau dạ dày, tá tràng và rối loạn tiêu hóa. Sai lầm thứ ba, ăn cơm nguội. Nhiều bà nội trợ có thói quen tận dụng cơm nguội, đặc biệt là sử dụng cơm nguội để rang cơm. Nhưng cơm nguội để lâu sẽ rất dễ đưa bệnh vào người. Kể cả khi cơm nguội không có dấu hiệu biến chất, chua, thiu hoặc đã được rang, hâm nóng lại thì vẫn có thể gây ngộ độc thực phẩm với các biểu hiện điển hình là buồn nôn, nôn, tiêu chảy và mệt mỏi. Do vậy, chuyên gia khuyến cáo rằng mọi người chỉ nên ăn cơm nóng hoặc cơm vừa được để nguội. Nếu ăn không hết, cơm phải được bảo quản trong tủ lạnh không quá 24 giờ và không ăn khi cơm có các dấu hiệu bất thường. Sai lầm thứ tư, uống trà trong và sau bữa ăn. Nhiều người cho rằng uống trà trong và sau khi ăn cơm luôn tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn và dễ tiêu hóa. Tuy nhiên điều này lại là một sai lầm. Nước trà sẽ khiến cho các chất protein trong thức ăn bị kết tủa lại, làm co niêm mạc dạ dày, loãng dịch vị và gây ra những tác động không tốt cho hệ tiêu hóa của cơ thể, đặc biệt là việc hấp thụ sắt. Sai lầm thứ năm, không ăn cùng rau củ. Cơm là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Ăn cơm cùng rau củ để đẩy lùi cảm giác thèm ăn, ngăn chặn béo phì. Đồng thời trước lo ngại ăn nhiều tinh bột sẽ gây đái tháo đường. Chất xơ từ rau củ rất hữu ích trong việc tạo ra màng lưới làm chậm quá trình đường hấp thụ vào trong máu. Do vậy, khi cơ thể nạp tinh bột, việc tiêu thụ nhiều rau và trái cây sẽ luôn là trợ thủ đắc lực. Từ đó sẽ hạn chế các căn bệnh như tiểu đường, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Các bạn thân mến, hạt gạo vốn gắn bó bao đời nay với người Việt Nam ta, được ví như hạt ngọc của trời, mang lại những bữa cơm ấm cúng cho mọi gia đình Việt, cung cấp một nguồn dưỡng chất quý cho cơ thể, giúp nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, không phải bất cứ loại gạo nào cũng tốt cho sức khỏe, vì vậy quý vị hãy tránh ăn 5 loại gạo mà Sống An Nhiên chia sẻ ở trên và ghi nhớ tránh mắc phải những sai lầm khi ăn cơm để gia đình cùng có một sức khỏe dẻo dai, cả đời không lo bệnh tật nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình xin phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.